Clickbuy đồng hành cùng video này, cùng khách hàng chung tay đoàn kết mùa dịch bệnh. Clickbuy cam kết hỗ trợ anh em tận nhà, không cần phải đến bất kỳ hệ thống cửa hàng của Clickbuy mà vẫn sở hữu điện thoại siêu chất với giá siêu tốt. Bạn chỉ cần đặt mua online bất kỳ sản phẩm, Clickbuy sẽ miễn phí ship hàng toàn quốc, tặng thêm 3 tháng bảo hành với khách mua từ xa. Giảm giá sốc khi đặt hàng online trên tất cả các kênh phân phối, website, hotline, fanpage của Clickbuy. Mọi chi tiết xin truy cập clickbuy.com.vn hoặc hotline 1900 663 3471. Xin chào anh em đã quay trở lại với X Studio. Và trong video chém gió cuối tuần này, chúng ta sẽ không làm về iPhone như truyền thống mà sẽ cùng nhau thảo luận một chút về thương hiệu Vsmart của nhà Vingroup đang khá là nổi trong vài ngày qua sau thành tích đánh bại hoàn toàn một loạt các tên tuổi máu mặt tại nước ta như là iPhone, Xiaomi hay là Vivo để chiếm lấy vị trí thứ 3 trên thị trường điện thoại Việt. Và có lẽ Vsmart vẫn chưa muốn dừng lại bởi các thông tin gần đây cho thấy thương hiệu này đang tiếp tục đẩy giá bán của sản phẩm của họ xuống mức thấp nữa, mà cụ thể là mốc 500.000 đồng hoặc 499.000 cho giống với tâm lý đi chợ của các anh em chẳng hạn. Có lẽ chúng ta cần phải nhắc lại một chút về sự tích điện thoại 499.000 này ra đời như thế nào. Chuyện kể rằng, cách đây một tháng, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đề xuất chương trình phổ cập điện thoại thông minh cho 100% người dân Việt. Cụ thể, các nhà mạng, nhà phát triển ứng dụng và nhà sản xuất sẽ cùng bắt tay trợ giá để đưa ra những chiếc smartphone Việt Nam xuống còn khoảng $20, tức là chưa tới 500.000 đồng, thay vì là $45-$50 trước đó. Thực tế, dù không đề cập tới smartphone của hãng nào sẽ đáp ứng được yêu cầu của chương trình này, nhưng với suy luận đơn giản, chúng ta hoàn toàn có thể biết được là chỉ có Vsmart đang là tên tuổi có khả năng làm tiên phong nhất cho công cuộc phổ cập smartphone cho người Việt. Lý do thì như đã nói, đây là thương hiệu điện thoại Việt đầu tiên và duy nhất đến bây giờ chiếm được hơn 10% thị phần điện thoại thông minh Việt Nam. Thành công lớn nhất của Vsmart chính là dòng điện thoại giá rẻ, mà cụ thể là chiếc B3 vừa ra mắt cách đây không lâu đã trở thành một trong những chiếc smartphone bán chạy nhất phân khúc. Nhắc lại một chút về chiếc B3 thì gần như đây là một mẫu điện thoại phá giá cấu hình, khi chỉ hơn 1 triệu đồng đã có phần cứng đáng chú ý như là chip lõi tứ, RAM 2GB, song song với đó là mẫu Vsmart B đầu tiên cũng vẫn tiếp tục được duy trì bán và giá hiện tại đã xuống thấp còn khoảng là 700-800.000 đồng. Như vậy khi so về bước giá thì chiếc Vsmart B đầu tiên sẽ có khả năng trở thành quốc thoại 499.000. Nhắc lại một chút về cấu hình của chiếc Vsmart B như sau: vi xử lý MediaTek MT6739, RAM 1GB, ROM 16GB, pin 2500mAh, màn hình 5,45 inch HD+, camera trước là 5MP và camera sau là 8MP, hỗ trợ 2 nano SIM 4G. Đó có thể là những điều mà chúng ta dễ nhận thấy khi mà suy luận một chiếc điện thoại giá rẻ xuống mức rẻ hơn nữa sẽ như thế nào. Tuy nhiên, theo quan điểm của Studio thì Vsmart hoàn toàn có thể mang một cấu hình cao hơn xuống mức giá này. Chúng ta cần nhắc lại một chút về chiến lược điện thoại bán kèm hợp đồng nhà mạng mà cũng đã xuất hiện tại nước ta từ khá lâu rồi. Đầu tiên là những chiếc iPhone, rồi gần nhất là những chiếc Bphone. Có lẽ nên lấy ví dụ là Bphone 3 cho nó sinh động. Chiếc điện thoại này có giá khi ra mắt là 6,9 triệu và khi hợp tác với nhà mạng Mobifone thì giá trả góp chỉ là từ 1,19 triệu, tức là mức giá trả góp rẻ hơn tới 6 lần so với giá mua đứt. Dĩ nhiên là cũng còn tùy vào mức cước hàng tháng mà chúng ta cần phải trả. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ thử làm một phép tính nhanh về cách mà một chiếc điện thoại 499.000 mà ai cũng muốn mua sẽ có giá trị thực là bao nhiêu. Bình thường thì thời gian trả góp sẽ kéo dài khoảng 6 tháng đến 1 năm và cứ cho là để giúp người dùng điện thoại, kể cả người nghèo đó rách nát nhất cũng có thể chi trả tiền cước hàng tháng, thì mình sẽ lấy mẫu là số tiền bình thường để gọi điện 1 tháng là khoảng 100.000, tức là 1 năm sẽ là vào khoảng 1,2 triệu, cộng với 499.000 thì giá trị thực của thiết bị sẽ là khoảng 1,69 triệu. Với mức giá này thì khá là hay ho, chúng ta đang có mức giá khá là gần với cấu hình của một chiếc Vsmart Joy 2 Plus hoặc thậm chí là chiếc Joy 3. Tức là cấu hình thực sự của máy sẽ kiểu như thế này: màn hình IPS LCD 6,5 inch HD+, hệ điều hành Android 9.0, camera chính là camera kép hoặc camera 3 ống kính, camera trước thì ít nhất là 8MP, CPU 8 nhân Snapdragon, RAM 2GB, bộ nhớ trong 32GB, pin 5000mAh. Rõ ràng cấu hình này thì đúng là quá ngon rồi, trả trước 499.000 và mỗi tháng thêm 100.000 trong vòng 1 năm, coi như là tiền điện thoại nghe gọi thôi. Ngay cả cái số điện thoại của Studio mỗi tháng trả làm gì cũng phải đóng 100.000 rồi. Nên là với quan điểm của mình thì cách phân phối máy như vậy sẽ cực kỳ hay cho Vsmart. Nhưng dĩ nhiên là đấy là trong trường hợp thương hiệu Việt của chúng ta thực sự muốn tiêu diệt tất cả các đối thủ bằng cuộc đua đốt tiền như vậy. Còn nếu không thì quay lại với mức cấu hình của chiếc Vsmart B và mua đứt một lần về cho các cụ xem video, đọc báo cũng không tệ lắm đâu nhá. Nói chung là nếu dự án điện thoại 499.000 được thông qua thì chắc chắn người Việt chúng ta sẽ được hưởng lợi rất nhiều. Nên là tội gì mà không thử yêu nước một lần xem sao. Và vậy thôi, vừa rồi thì là những chia sẻ cũng như là đánh giá của Studio về câu chuyện là một chiếc điện thoại 499.000 ở Việt Nam thì sẽ như thế nào. Nếu anh em cảm thấy video này thú vị thì hãy bấm like và subscribe nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.